Đây đây mọi người nha, đây là cây cỏ đua chuột bông tím lá nhám. Đối với những ai mà bị hở van tim, hồi hộp, tim đập nhanh thì hãy sử dụng cái cây cỏ đua chuột này vào mỗi buổi sáng. Đối với người nam thì hái 7 lá, đối với nữ thì hái 9 lá. Rửa sạch rồi mình ăn, nhai thật kỹ và nhét từ từ, mỗi ngày một lần như thế. Có một người chị chia sẻ với Thư là chị đã sử dụng cái cây cỏ đuôi chuột bông tím lá nhám này rồi, đã sử dụng được 3 tháng rồi. Lúc đầu mỗi ngày thì chị phải uống một viên thuốc trợ tim, và khi có một tiếng động mạnh thì tim chị rất là hồi hộp, đập nhanh, khó chịu, khó thở. Nhưng mà chị đã sử dụng cái cây này trong vòng 3 tháng thì chị không còn phải uống thuốc trợ tim, không còn bị cái tình trạng là tim đập nhanh, khó thở khi mà nghe thấy cái tiếng động mạnh nữa. Nhà mình nếu ai mà bị những cái trường hợp đấy thì hãy sử dụng cái cây cỏ đuôi chuột này. Cái bài thuốc dân gian như thế này thì có người hợp, người không, tùy vào cơ địa của mỗi người.